Hello, chào mừng cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh Nhân Xuân TV nha. Hôm nay em cháu với cô chú anh chị đồng cũng như mọi ngày thôi, sẽ hái đu đủ về nhà ăn. Xong rồi em sẽ lao quay lại tướng ngay nữa. Let's go, cô chú anh chị đi theo em nha. Tại giờ thì đi hái trước đây rồi xong lại tướng sau. Tại vì phân hiện tại giờ thì chưa có phát cô chú anh chị. Tại vì phân phân gà khô chứ không phải nó mềm đâu. Dạ, có nước vô là nó mềm được. Giờ mình đi một vòng quanh đi, xong mình đảo lại cái. Dạ, một vòng rồi. Thì làm vườn làm rẫy của chú anh chị cũng làm, không biết rồi đó. Thì ngày nào cũng phải vô coi như thế nào thế nào. Hái đây đủ rồi. Này xíu mình tưới, không phải tưới như mùa lần đâu, mình tưới sương qua cho nó ướt cái mặt này, mặt cỏ này của chú gì, xong rồi nó thấm được từ chớ tưới mà giống mùa lần là trôi qua phân hết. Anh thấy chưa, là mấy trái đủ như vậy chưa, lại chân sau. Mấy cái này là chân là bao ok luôn nè, quá đẹp. Đi ra cái này đi. Mấy cái này chừa lại nếu mình hái tết thì chúng tết cho anh chị. Cái nhỏ nhỏ vậy là ngon lắm cô chú chị, bao ngon á. Để cho cá ăn sao. Này con, mấy trái này mà đấy thì nó tết chừng bao phơi luôn. Một tay không làm được gì hết, hai tay quá đẹp luôn. Ủa, thấy là đầy hộp rồi đó. Dạ. Rồi, đi của chú đi, lên. Gần tết nha, em mới nói là gần tết thường là rủ lên giá. Hiện tại giờ cũng có mối tháng có nhiều, hàng chục ký mối vịt nè. Mối vịt là như gì đâu cũng như vậy. Như thế này nè, mình sẽ mua, người ta sẽ mua 1 ký 5.000 nha. Tháng vài ngày cái người ta để cho mình hái cũng được 50.000. Rồi cái này xong phim luôn, quên luôn. Dạ hẳn luôn. Đây cô chú chị nha. Nè. Chào bá lửa luôn nè, mời em đi. Đây nè, ồ giấy nè, nè. Cái này cũng 2 1 2 3 4 5. Ồ. Tại vì không đế của chú chị, vì là được 2 cây nha. Cái này với cây em thằng kia. Wow. Ấy. 1 2 3 4 5 trái. Đi nhá. Wow.
Trời ơi Trang, nằm đây mà không thấy trước mặt luôn. Vậy là cây này là trái trái giái bự nhất của chú Trang. Nhìn kỹ với đâu. Nha, được hai cây nha anh em. Rồi nắp lụm này làm chi vậy anh trai? Lụm nè. Rồi xong đi. Đấy, ở nhà vậy á mà còn minh thiên luôn. Nắp này nè. Cắn cái té luôn. Quá mừng, quá mừng. Cái hầu chết không nổi của chúng kia. Còn giấy nào không? Thành đuổi chín mối dịch gì đó kìa. Mình quay kìa. Cái nào? Cái này giấy, cái này nè. Đúng rồi. Này bỏ chứ chị. Có giá vậy chứ mình cũng đặt bỏ à. Mà em nghe nói là giá non non như là ăn chị chỉnh bột. Chị bao tử hay không chú chị? Hết giờ giờ trái nè. Cái này quay trái nè. Lãng quên trong quá khứ luôn chú chị. Đường đâu. Ủa, này mày kéo heo mà không biết cắt. Nằm ở dưới mé của chú gì? Nằm dưới này. Coi ở trên thôi. Hái về cho chia cho bà con. Người chung mà nếu là nấu canh nào người là trái là ok. Nó hết biết gì. Cho bỏ dưới. Để ở ngoài mới thấy. Trong cài cũng không thấy đâu. Phong cảnh buổi chiều rất là đẹp. Với buổi sáng chứ quên, xin lỗi. Buổi sáng rất đẹp nha. Tại vì em đi đồng đi buổi sáng không à. Còn chiều thì cha đi. Nào mà lãng quên lỡ trái siêu to khổng lồ. Khi mấy trái bự rồi già không luôn. Cũng ghê nè. Để bữa với hai ngày nữa lớn thấy được. Đi đâu mà hái liên tục hết vậy nè. Ý là không xịt sọt cái dân của chúng chị. Đấy gì đó. Ba bắp con này phát quá trời của chú chị. Dẫn là mà có nữa.
đá này chú nuôi mấy cưng cũng vậy. Ý rụng hôm nay mấy trái nha hai ơi. Cái nhỏ rồi để lại bự thì hai đi 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 đi. Ngon. Hết đồ cầm luôn. Cái chùm chỗ này dữ lắm của chú chị. Có mấy trái già già đấy là làm giống. Cho nó hai con trái đây. Mình quên là già hái cái này nè đậy luôn rồi đậy. Ủa nặng quá quại luôn quại luôn. Hai trái già rồi xuống tập kết thế này. Cái này mình tháo đủ nguyên nó nữa. Ủa cái gan nó bự dữ hả? Thì cái chú gan này chắc đem về nhà chứ bán cho mấy người bán rau. Trời ơi dập luôn, dập thì chuẩn trước quá vậy thôi mà đủ rồi. Cái này để nghiền vào cá nó rớt xuống nước luôn. Ghi vậy ra luôn ghi vậy ra. Đã lấy mít, lấy đồ với rồi, mít, lấy đồ đủ chứ gì. Mấy cái này chưa hái à, chi nào mà mít mà đủ mà ruột đỏ. Đủ ruột là chi nào mà nó đỏ, nói chung là nó chín đúng không chứ gì. Nó bị, nó như nó đẹp như vậy nè. Không có hái nha. Chi nào mà mỗi dịch mà nó bị đủ rổ rồi chứ đừng có hái nha. Mà cái nấu tốt từ chút gì. Khi nào nó bị chuột hoặc chim ăn rồi mới hái để cho cá ăn. Nó tốt là không có hái để. Cái thổi này đủ đâu xong rồi, không phim hết rồi, giờ đập mục cho rất là nhiều. Đi chơi cái này của chú Nhật. Mấy cái này nè, hoặc kiến. Mấy cái này thì hái, để nó bị hư rồi, kiến đục rồi nè. Là cũng đâu nên thăng gì đâu. Để cho nó mềm á, nó mềm mình cắt chúng cho cá ăn mới được, cứng không được. Kiến đục quá chứ, kiến quá trời. Cái này hái cũng được nè. Không có hái à, để cho nó mềm. Bên đây được hai trái cho cá ăn. Qua bờ kia cho kia.
Bên đây hết rượu bia. Bị ông bị kiến độc. Bên đây thì bị sâu, bị chuột. Kiến mấy cây này thì bao ngon nè, nó nhỏ nó ngon lắm chứ. Chị dầu qua kia kìa, đó kia. Ui xong trái này bữa giờ lãng quên. Bên đây gần như còn trái nè, bên đây thấy luôn. Bên này chưa đâu, bên này chưa. Ở đây mời cô chú chị bạn làm cho đủ rồi mới được. Làm phải ăn cô chú chị nha. Chứ mày không ăn cái này đâu. Cái nhỏ. Ngon á, cái này ngon à. Trước khi ăn hay là giờ phải rửa tay chứ. Đấy. Nhỏ này mà ăn nó có chút gì là bao ngọt, tấu mát. Nó thật, không phải xạo đâu. Trời ơi, sướng. Đã thiệt luôn. Cá này bây giờ bắt lên là thịt nó là ăn là rất thơm mùi đủ nha. Thầy ơi, đã thiệt. 4 năm hộp à. Mời cô chú chị các bạn nha, dùng với em miếng nha. Chào buổi sáng luôn. Tại vì mấy trái nhỏ này em ăn là khỏi bàn cãi, rất là ngon. Cá gì vậy? Cái này giống cho cá này. Bị hư nhiều quá. Nhìn nó đủ rồi cái màu, nhìn nó không ngon liền. Tại nó bị hư của chúng chị. Để không ngon liền. Bị kiến đục của chúng chị. Còn vô tới trong luôn. Thành ra mình nấu ăn. Cái này chín nó mùi nó mềm nè, em mới hái nè, chứ mà nó còn sống là không có hái nè. Cá này không được. Cá này kìa, làm gì vậy? Cái đũa này cũng ngon nè, có cái là rớt xuống nước. Ô hột kìa. Quá trời quá đất. Thôi để em không chết thời gian của chú anh chị nữa. Em sẽ kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã bỏ thời gian quý báu ra xem clip quay sớm giờ nha. Em hẹn cô chú anh chị và các bạn vào clip tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.